và đây là channel YouTube của Xây dựng Bể Bơi Nam Thanh. Và trong video này, chúng tôi sẽ thực hiện video ghi hình lại quá trình xây dựng bể bơi tại địa phận Sóc Sơn, Hà Nội. Bể bơi đang trong quá trình ốp lát gạch, mua giấy và chúng ta sẽ cùng đi xem. Sau khi đã hoàn thiện phần thô, chống thấm và chát phẳng, công trình xây dựng bể bơi hiện tại đến công đoạn ốp gạch mosaic. Đây cũng là một công đoạn quan trọng cho việc xây dựng bể bơi. Ở thời điểm hiện tại thì bể bơi đã được ốp lát xong khu vực ở thành bể. Công việc ngày hôm nay sẽ là láng nền và thi công ốp gạch mosaic ở dưới đáy bể. Việc ốp gạch mosaic nên những thiết diện của bể bơi cũng giống như việc cung cấp cho nó một tấm áo. Phần gạch mosaic này sẽ tiếp xúc trực tiếp với những tác động bên ngoài môi trường. Và công đoạn thi công này phải đảm bảo được độ thẩm mỹ cũng như là độ bền. Trước khi thi công, bề mặt phải đảm bảo đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là bề mặt phải thực sự phẳng. Nếu bề mặt không đảm bảo được yếu tố này, gạch mosaic dễ bị cong vênh và không bền theo thời gian. Thứ hai là bề mặt phải cứng. Dùng búa hoặc dùng tay để kiểm tra độ cứng của bề mặt. Tiếp theo là bề mặt phải sạch và khô ráo. Nếu bề mặt mới được láng nên để cho lớp nền khô và cứng hoàn toàn với thời gian trung bình là khoảng 7 ngày. Gạch mosaic trước khi thi công chúng ta không ngâm trong nước và phải đảm bảo nó hoàn toàn khô ráo. Các công cụ cần có cho quá trình thi công, thứ nhất là keo dán chuyên dụng, máy trộn keo, thước đo, bay răng cưa, bàn vả cao su, dao cắt kính. Bàn vả có tác dụng là cán mạch sau khi ốp đấy ạ. Quy trình dán gạch mosaic thủy tinh thì gồm hai bước chính sau. Bước 1 là trải đều keo lên bề mặt cần ốp lát, sau đó dùng bay răng cưa kéo đều theo phương ngang, giữ bay nghiêng khoảng 60 độ khi kéo bay. Bước 2 là dán gạch lên lớp keo và ấn mạnh, sau đó dùng bàn vả gõ đều và nhẹ nhàng để keo được dán đều và bằng phẳng. Và sau khoảng 24 giờ thì keo sẽ được khô hoàn toàn. Cái này thì tùy thuộc vào loại keo mà mọi người sử dụng. Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người một cách đơn giản để thi công gạch kính mosaic trên thiết diện của bể bơi. Nhiều người sẽ có cùng một câu hỏi là tại sao không dùng vữa hay xi măng làm phần kết dính cho công đoạn này. Bởi gạch mosaic có đặc thù là cấu trúc đặc chắc, phần trăm lỗ hổng ít nên vữa hay xi măng không thể neo bám như gạch thông thường. Do vậy khi phải sử dụng một loại keo chuyên dụng, vừa phải đảm bảo yếu tố kết dính và hoạt động hoàn hảo trong môi trường nước trong một bể bơi. Bên cạnh đó, gạch mosaic cũng được cấu tạo từ những viên gạch hoặc đá có kích thước khá nhỏ.
và chúng kết nối với nhau bằng một lớp lưới. Với bề mặt đặc biệt này thì xi măng hay là vữa rất khó để bám dính. Lưu ý thứ hai cho mọi người đấy là keo chuyên dụng này sẽ khô rất nhanh, trung bình là khoảng từ 3 đến 5 phút khi trải lên trên bề mặt cần lát. Do vậy công đoạn này chúng ta phải tính toán thời gian thực sự hợp lý để tránh việc keo bị hỏng mà gạch thì không kịp ốp. Thứ ba là không được chắt keo lên từng mảng phía sau gạch. Cách chắt này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch và đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch và thẩm thấu nước về sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Với những công đoạn xây dựng bể bơi, các bạn có thể xem những phần trước của quy trình này tại đây. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo khi chúng tôi lắp đặt thiết bị và vận hành cho bể bơi này. Xin cảm ơn.